Đám cưới Thanh Hằng, tưởng đâu hoành tráng nhưng lại đơn giản. Cộng đồng mạng, giống buổi liên hoan hay trao giải quá. Chú rể chưa gì đã gia nhập hội mê vợ. Tôi là mới gia nhập hội thôi, nhưng mà mọi người họ là một trưởng luật, là hội những người rất là thích nghe vợ nói. Tình yêu của anh đây, cho em bóng cười, cho em bóng cười, cho em bóng cười. Thanh Hằng diễn ra đám cưới ở tuổi 40. Cứ ngỡ cô sẽ giống nhiều sao Việt của VBD là một ngày vui rầm rộ hoành tráng, nhất là khâu tổ chức. Nhưng theo những gì chia sẻ thì đám cưới của Thanh Hằng diễn ra rất đơn sơ. Về sân khấu, hôn lễ cũng không hề lớn hay trang trí lồng lộn và mọi thứ đều diễn ra một cách nhẹ nhàng, riêng tư, thân mật. Bạn bè đến chung vui như dùng bữa cơm với gia đình, chứ ít có ai quẩy hết nước hay lên bờ xuống ruộng như những đám cưới của các cặp đôi khác. Hoặc về váy cưới, chị Đại Thanh Hằng cũng diện vô cùng đơn giản chứ không như các cô dâu khác là dài mấy thước, đính kim cương hay đá gì lên. Chính vì thế, nhiều khán giả cũng khá bất ngờ bởi Thanh Hằng là cây đa cây đề trong làng mẫu thì đám cưới sẽ diễn ra như chuyện cổ tích. Có người cũng thắc mắc, thấy Thanh Hằng là người cầu toàn nhưng đám cưới lại trái ngược và cho rằng hôn lễ nữ siêu mẫu khá sơ sài. Có cộng đồng mạng thì bình luận, không cảm nhận được đây là đám cưới mà chỉ cảm thấy giống buổi liên hoan hay trao giải. Bên cạnh đó, có người thì nhận xét mọi thứ diễn ra đơn giản nhưng sang trọng, thanh lịch. Trong một số đoạn clip, dân tình bày tỏ rằng thấy đám cưới không ồn ào như các ca sĩ khác nhỉ, tôi nể cái tư duy của Thanh Hằng. Chả bao giờ lấy hôn nhân của mình ra để bia bản thân. Đám cưới của hai người này vẫn là bí ẩn đâu như ai kia. Ồ, váy cưới không hoa không gen, đơn giản như váy mặc thường ngày. Đám cưới không phô trương ầm ĩ, giờ mới thấy thích Thanh Hằng này. Dù trước đó đã lộ thông tin ông xã nhưng đến đám cưới, Thanh Hằng mới chính thức công khai. Trong hôn lễ, anh Nhật Minh chia sẻ rằng, tuy mới gia nhập hội thôi nhưng mọi người đã bầu tôi làm hội trưởng rồi. Đó là hội những người rất thích nghe vợ nói. Có thể thấy, chưa gì nam nhạc trưởng đã gia nhập hội mê vợ. Tại ngày vui, nhạc trưởng Trần Nhật Minh còn hát và đàn tặng Thanh Hằng. Anh nói đây là lần đầu vừa hát vừa đệm đàn thế này và ông xã nữ siêu mẫu cũng khẳng định sẽ không còn lần nào nữa. Về phía Thanh Hằng thì cô không ngần ngại cùng các học trò của mình nhảy nhót. Có lẽ khán giả hiếm thấy nữ siêu mẫu bùng xóa như thế. Thanh Hằng từng tiết lộ trước hôn lễ, anh là một người đàn ông xứng đáng được cô yêu thương và tin tưởng. Sau đám cưới cả hai sẽ tính đến chuyện có con. Trước đó, khi nói về quan điểm hôn nhân, Thanh Hằng từng cho biết mình hiểu được rằng hôn nhân hay tình yêu là một sự thỏa thuận của hai người. Sự thấu hiểu chia sẻ dành cho nhau nó không quá khó, mỗi người biết lắng nghe nhau một chút thì mọi thứ sẽ bền vững thôi. Còn bạn thấy hôn lễ của Thanh Hằng đơn giản và thanh lịch hay sơ sài? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!